Tiến Dũng. Anh Dũng. Xa ngang. Wow. Vào rồi. Vào rồi. Vâng, 1-0 cho Việt Nam. Sự tăng tốc ở cuối hiệp phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng gót chân nào không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân anh người, đã lập công. Áp sát thật nhanh, đó là Văn Toàn, rồi đường chuyền ngang. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Đọc là tình huống vừa rồi phải có bàn thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào điều đó. Có rất nhiều những cầu thủ áo trắng của đội bóng Hà Nội đang sân cao. Bằng ngoài người của Văn Toàn. Tỷ số đang lên là 3-2 cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Cú qua người quá hay của Văn Toàn và Công Vượng là người lập công. Rui Mario. Ôi! Tới mặt Văn Toàn! 1-0 dành cho anh Gia Lai. 1-0 dành cho đội khách. Pha lập công của Văn Toàn. Cuối cùng thì trên sân Hoàng đấy, người ta cũng đã được chứng kiến bàn thắng. Bởi vào lúc này, Hoàng Anh Gia Lai mới là đội bóng đang nắm ưu thế. Văn Toàn đã vượt qua cả bộ đôi trung vệ Đinh Trọng và Duy Mạnh vào lưới của Phí Minh Long. Pha di chuyển rất thông minh và một tình huống dứt điểm gọn gàng. Hãy cùng xem lại những góc độ của bàn thắng này. Và một tình huống dứt điểm gọn gàng. Hãy cùng xem lại những góc độ của bàn thắng này. Giải quyết một cách đơn giản hơn, nhưng anh đã lựa chọn một giải pháp tồi nhất. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Văn Toàn sau hai trận đấu trên sân nhà Pleiku. Đó là trận đấu giữa câu lạc bộ tiếp theo gặp Dương Nam Hàn Định. Bật nhả khá hay Văn Toàn. Văn Toàn! Văn Toàn! Số là 1-0. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu này. Nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Trước đó là một loạt tình huống đập nhà ở khu vực giữa sân trước khi Văn Toàn đột phá giúp mánh dứt điểm rồi con dao cung thành của Đoàn Tuấn Linh trước khi bóng đi vào lưới. Trên sân nhà Pleiku, Văn Toàn là người ghi bàn thắng. Đó là một quyết định cực kỳ hợp lý. Đi bóng sộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh.
sửa che bóng gọn gàng, đem về bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Anh Gia Lai. Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú mà Hồng Quân chưa thấy một pha phối hợp tốt nào của họ. Chevrolet phía trong là Văn Toàn, thêm một cơ hội nữa dành cho Anh Gia Lai. Văn Toàn, cú đúp dành cho Văn Toàn và tỷ số là 3-0. Một trận đấu miễn chê của Văn Toàn và một trận đấu có thể nói là hết sức ấn tượng về phương diện hiệu quả đối với đội bóng của huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Bóng được đập đến tận gôn và Văn Toàn lần này đã có một tình huống ghi bàn dễ dàng hơn so với pha solo với nỗ lực cá nhân của mình trong hiệp 1.